triển khai các hoạt động hưởng ứng trong tháng cao điểm chăm lo người lao động. Sáng nay, Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương tổ chức phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tại lễ phát động, lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương đã kêu gọi đoàn viên và người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, gắn với tập trung nguồn lực để chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Mỗi công đoàn cơ sở thực hiện ít nhất một phần việc cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn khu công nghiệp Bình Dương mong muốn rằng đây là một cái dịp để doanh nghiệp quan tâm hơn nữa, cùng với lại người lao động, tổ chức công đoàn cải thiện điều kiện làm việc để cho người lao động được làm việc tốt hơn. Thông qua cái tháng này thì Công đoàn khu công nghiệp cũng mong muốn rằng góp phần vào cái việc chăm lo đời sống của người lao động về cái việc mà cải thiện điều kiện làm việc nè, rồi về chăm sóc cho người lao động hiện nay chẳng may bị tai nạn, bị ốm đau. Chương trình cũng đã trao 500 phần quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, trao 20 xe đạp cho học sinh con công nhân lao động vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, trao ủng hộ quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 70 triệu đồng từ đóng góp ủng hộ của đoàn viên người lao động ở các công đoàn cơ sở trực thuộc. Trước đó, Công đoàn khu công nghiệp Bình Dương đã tổ chức cuộc thi chạy bộ Triệu bước chân một tấm lòng nhằm gây quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh với sự hưởng ứng tham gia của hơn 1.000 đoàn viên người lao động.